Ai cũng thích những ngày nắng ấm trên bãi biển phải không? Bạn không cần bóng nước để làm mát đâu. Thay vào đó, những thủ thuật cực hay với thuốc tẩy này sẽ giúp bạn thư giãn và nhuộm da nâu. Hôm nay dễ chịu quá. Mặt trời rực rỡ, mình đang vui, tóc siêu đẹp, da hồ bơi thư giãn thôi. Mong là mọi người sẽ chú ý đến mái tóc óng ả của mình. Hả? Đừng có hỏng nhé. Bạn cần đội mũ bơi vào, đây. Nhưng tóc tôi đang đẹp mà. Và cái mũ thì xấu òm. Trượt quá. Đừng làm trò nữa và đội vào đi. Gần được rồi, gần được rồi. Sao lại có người khờ như vậy cơ chứ? Rồi, để tớ giúp. Đưa cho tớ. Xem này, tớ sẽ nhúng mũ xuống nước. Vừa đủ rồi đó. Giờ tớ sẽ cầm ở phía trên mái tóc đáng yêu của cậu và thả ra thôi. Lạnh quá, sao cậu lại úp vào rồi, được rồi này. Hay ghê luôn đó, cảm ơn nha. Làm việc của tớ thôi, đạn súng thành công. Chói mắt quá, mình phải bảo vệ mắt mới được. Khăn, không, kính râm. Còn gì ta, kính râm. Chẳng nhìn thấy đâu cả. Hả? Sao có mỗi gọng thế này? Mắt kính đâu rồi? Ồ, trông xịn ghê. Mắt kính trông xịn xò thật đấy. Mình nghĩ ra cách rồi. Chào nhé, cứ tưởng mắt kính bị bẩn. Nhưng mà trông ổn lắm, tớ đeo lại này. Được rồi nè. Suýt được. Gì kia? Thảm yoga đó có thể có ích đấy. Mình chỉ cần một miếng nhỏ thôi. Trao đổi công bằng đó nha. Cắt miếng xốp như thế này nè, tạo hai lỗ ở hai bên. Luồn gọng của kính râm qua hai lỗ vừa tạo. Kính râm tự chế của mình. Để thử xem sao. Nhìn được này, thế này mới chuẩn chứ. Hơi nóng quá, phải hạ nhiệt mới được. Ui, Coca, chuẩn bài luôn. Chỉ một ngụm nhỏ thôi, cậu ấy chẳng biết đâu. Đã quá. Còn có đúng một giọt, bỏ thì thật là phí. Sảng khoái cả người. Trả lại cho cũ này, tội phạm đỉnh cao. Ra biển tắm mát cái nào. Ồ, đi biển vui chơi thật thích biết bao. Ngủ đã mắt quá, nhưng mà hơi khát. Hả? Hết rồi hả? Coca của tôi đâu? Chắc chắn cậu ấy uống. Đi đâu rồi? Lẽ ra mình nên mang theo vịt ú. Biết tay ta, mình phải đào một cái lỗ. Giá mà mình có xô và xẻng nhỉ, thì sẽ dễ hơn bao nhiêu. Không biết dưới này có kho báu không? Mát thật nhưng phải lên bờ thôi. Cậu có nhìn thấy tớ trong? Ủa, cậu ấy đâu rồi? Có khi cậu ấy đi lấy thêm Coca. Bắt được rồi. Quay vật cát, xin đừng hại tôi. Làm ơn, tôi ghét bãi biển. Anh ấy nói sẽ đến đây mà. Đâu rồi nhỉ? Chào em. Anh yêu, em đến đây. Trời đất, thật sự căn ghê quá. Mong là anh ấy không thấy. Nhìn đau thế, nhưng trông hài lắm. Đủ rồi, em về đây. Nhưng đừng đi, dép của em này. Rách mất rồi. Chắc mình sẽ sửa được. Luồn cái quai qua lỗ này. Sau đó lấy một lon nước ngọt và tháo nắp vòng này ra. Cài nó xung quanh dây quai và siết chặt. Tốt như mới nha. Anh ta dám khởi mình đúng là không ra gì. Tuyệt, lại còn bị rách dép. Ngày gì mà chán như con rắn. Tìm được em rồi, có cái này cho em nè. Anh sửa rồi đó. Anh đeo vào cho em nhé. Lãng mạn quá đi mất, cứ như chuyện cổ tích ấy. Em yêu xinh quá, dù cho có cát trên tóc. Anh toàn nói như rót mật vào tai.
kìa, có phải cá mập không ta? 1 phút 20, kỷ lục nín thở mới của tớ. Trông tớ ổn không? Tuyệt, tớ sẽ chụp vài tấm đăng Instagram, tạo dáng kịch tính chút nào. Ồ dạ, chuẩn đấy, đẹp lắm luôn. Ừ, có lẽ cậu ấy không được ăn ảnh lắm. Hả? Hạ thấp xuống, thử góc khác xem nào. Ok, chắc là sẽ được đấy. Cẩn thận. Ồ, ướt điện thoại mất rồi. Hay là mình thổi khô đi, không muốn bị hỏng điện thoại đâu. Xem nào. Khoan đã, tự dưng nghĩ ra cách hay ghê. Mình sẽ đặt cái ly rỗng lên mặt nước, bỏ điện thoại vào trong ly rồi hạ xuống dưới nước. Vậy là có máy ảnh dưới nước và không bị ướt điện thoại. Trông đẹp lắm luôn. Wow, chụp đỉnh quá vời. Thổi tới bao giờ đấy? Chóng hết cả mặt. Cuối cùng cũng xong rồi. La 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 la, thoải mái quá. Sao cứ thấy như mình đang chìm vậy? Cứu với, có người chìm. Giờ mình đã biết cảm giác ở trên Titan ý. Xong rồi, vùng đất khô. Có chuyện gì vậy? Tớ không muốn nhắc đến đâu. Hay là để tớ giúp với cái này nè. Lấy phao cao su và tìm cái lỗ. Kê giấy chịu nhiệt lên trên cái lỗ. Dùng máy là tóc là theo đường may của phao cao su. Nhiệt làm khép chặt miệng lỗ. Giờ thì quay lại hồ bơi thôi. Của cậu nè, bơi đi. Wow, ai mà biết cái phao bị thủng lỗ chứ. Whee! Nhìn đi, tớ đang chơi này. Vui hết sảy luôn. Tớ sẽ không bao giờ ra đâu. Dầu gội trị gầu này hiệu quả thật đấy. Hứ? Không có nước. Có chuyện gì vậy? Không ổn chút nào. Mình phải đi xả xà phòng thôi. Chắc chắn phải có vòi ở đây chứ. Mong là không ai thấy mình. Xấu hổ muốn thộn thổ. Mấy đứa kia không buồn cười đâu. Hay là mình dùng cái túi đó nhỉ? Chuẩn không cần chỉnh luôn. Mình sẽ múc nước từ trong hồ bơi, rồi buộc nó vào vòi sen. Bây giờ mình chỉ cần chọc vài lỗ trên túi. Vòi sen nhà làm đây. Mình thèm đi lặn lắm rồi. Có kính lặn rồi, quẩy lên nào. Au 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 au. Ai mà bỏ đá trên bãi biển chứ. Không đến nỗi ấy đâu, đau thôi mà. Thêm chút nữa thôi. Ok rồi, đi xem cá sặc sỡ dưới biển nào. Đồ đen nhưng trông chả khả nghi tí nào. Hóa trang tuyệt đỉnh. Xem chúng ta có gì đây nào. Kẹo, trái bóng, điện thoại và tiền. Chúng mánh rồi. Dấu to rồi, hên rồi. Này, tên kia, chả mau, dừng lại, chụp. Phải bơi nhanh hơn. Hả, cô nói gì cơ? Muốn đây lấy cả kẹo ấy hả? Ok, cảm ơn, ngon tuyệt cúng nhào. Giờ thì chuồn lẹ. Gần đến rồi, đá nhọn đau quá. Au, au, à. Cô nàng này thông thả ghê. Đã thế lấy luôn điện thoại và túi và ống lặn nữa. Cảm ơn nha. Không, dừng lại, trả lại đây. Không. Đồ của tôi vẫn còn nguyên đây. Quả bóng tennis này hữu ích đó. Trước tiên lấy một cái lọ, nhỏ chút keo lên nắp. Dính bóng tennis vào cái nắp. Giờ mình có thể cất kẹo, tiền và đồ đạc an toàn rồi. Đóng nắp lại rồi chôn xuống cát. Quả bóng tennis sẽ cho mình biết nơi mình chôn kho báu. Quá ổn, không còn lo ngày vui bị phá hỏng nữa. Trừ đống đá đáng ghét này. Đâu là thủ thuật bãi biển yêu thích của bạn nào? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé.
Nhớ đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video bổ ích và vui nhộn như thế này nha.